Đấng quý vị không biết và phẩm tôn thờ, tôi xin theo dạy cho quý vị. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, các người tháp tùng đưa ông Phaolô đến Athene, rồi từ đó trở về mang theo lệnh bảo của ông, bảo ông Sila và ông Timôthê phải đến với ông Phaolô càng sớm càng tốt. Một hôm đứng giữa hội đồng Areopago, ông Phaolô nói: Thưa quý vị người Athene, tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi đã qua thành phố và nhìn lên nơi thờ của quý vị, tôi đã thấy có một bàn thờ trên đó khắc chữ kính thần vô danh. Vậy tấm quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin trao nghệ cho quý vị. Thiên Chúa Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng là Chúa Tể trời đất, không người trong đền thờ do tay người làm nên. Người cũng không cần bàn tay con người phục vụ, như thể người thiếu thốn cái gì, và người mang cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi họ của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm mà tìm thấy người. Tuy rằng thực sự người không ở xa mọi người chúng ta, thật vậy, chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu. Như một số tiến sĩ của quý vị đã nói, chúng ta phụ thuộc dòng giống của người. Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh là giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng bạc hay đá. Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết người. Bây giờ người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý. Nhờ một người mà người đã chỉ định để đảm bảo điều ấy với mọi người, Thiên Chúa làm cho vị này sống lại từ cõi chết. Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhận bán người, kẻ thì nói: Vấn đề này để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông. Thế là ông Phaolô bỏ họ mà đi. Nhưng có mấy người đã theo ông và tin Chúa, trong đó có Dionysio, thành viên hội đồng Areopago, và một phụ nữ tên là Tamari cùng những người khác nữa. Sau đó, ông Phaolô rời Athene đi Corinto. Đó là lời Chúa. Ta trời đất rằng người quay
nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lời Chúa tin Chúa, lời thánh Chúa. Người quý bạn chẳng em, hôm nay ta tiếp tục nghe Chúa Giêsu nói về tinh thần. Hôm qua Ngài đã nói là Chúa thần đến để Ngài cho người ta thấy sai lầm của thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự xét xử. Hôm nay Chúa Giêsu nói tiếp chúng ta về cái vai trò của Đức Thần là thần chân lý, mà Ngài sẽ làm cho chúng ta, để chúng ta hay đọc trong cái kinh sau đức lễ cái cuộc nghị chung của đồng đó, là cái chân lý và chân lý là vẹn toàn trọn vẹn, trong cái sức mẹ, trong cái hồn quyết và cái tinh thần để đấng mà cho chúng ta hiểu được là cái chân lý đó là cái sự thật trọn vẹn, cái chân lý toàn vẹn và trong đó. À, còn nhiều điều được nói với em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Như vậy thì cái sự thật toàn vẹn ở đây là gì? Sự thật toàn vẹn theo Tin Mừng Thánh Gioan, theo Tin Mừng Thánh Gioan đó là Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là trở thành ngôi lời nhân thể, mang cái xác phàm ở giữa nhân loại, sống với anh em, loan báo tin mừng trên, sống lại và lên trời. Đó là sự thật toàn vẹn theo Thánh Gioan và Thánh Phaolô về Chúa Giêsu. Rồi cái sự thật toàn vẹn ở phía chúng ta đó là nối bước theo thời chỉ dạy của mình về Đức Giêsu Kitô, thì chắc chắn chúng ta phải đi trên con đường của cha. Nếu mà thế gian đã ghét Thầy thì nó cũng ghét anh em, có nghĩa là cái sự khó khăn, sự bắt bớ và cũng sẽ xảy đến với chúng ta, cũng là và chúng ta cần không thể quên lỗi. Chúng ta thấy là trong tin mừng chúng ta thấy cái điều đó, khi mà Chúa Giêsu loan báo và Chúa Giêsu khổ nạn, Phêrô can và đến nơi Chúa Giêsu để nói là Satan là thứ nhất là sống Thầy, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thầy. Rồi để đón nhận chúng ta nghi ngờ, hôm nay ta đang sống trong cái xác của sin, và chúng ta để đón nhận chúng ta cũng khó có thể đón nhận. Nhưng mà cho nên Chúa Giêsu nói thì nhờ Thánh Thần thì chúng ta mới có thể nhận ra được cái chân lý của đó và khi chứng minh được đó, sau khi Chúa sống lại lên trời và chúng ta nhận nhận xuống các nhân thể đi loan báo tin mừng và các ông đã tạo tin mừng và chúng ta nhớ một lần là Phêrô và Gioan người gặp khó khăn, người ta bắt nhốt đánh đòn điều ra trước thường của đồng và đánh đòn và đánh tâm nói với Giêsu được, nhưng các ông ra về thì rằng là đầy loạn vì nghĩ rằng đang xứng đáng thật là vinh dự, thật là xứng đáng khi chịu cảnh đau chịu sỉ nhục vì được Giêsu Kitô, thì chúng ta chỉ có thể hiểu được điều đó khi chúng ta đón nhận, chúng ta cần chúng ta để chúng ta và chúng ta cần phải lắng nghe trong chuyện tế nhị, chúng ta cần phải lắng nghe trong nhiều chiều kết chúng ta sẽ cứu đến cho chúng ta. Kính thưa quý vị chị em, chúng ta đang sống trong mùa giáng sinh, mùa đặc biệt đối với người công giáo chúng ta, sự sống lại. Chúa cũng đã ủng hộ chúng ta bằng đức tin sự sống lại của Ngài. Chúa ủng hộ chúng ta
cách gợi cái thân mình này đến với chúng ta. Xin Thánh Thần làm cho chúng con được hiểu biết được chân lý vẹn toàn, giữ gìn được chân lý vẹn toàn mà chúng mời gọi chúng con được thành.